Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 10, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự đại hội, về phía Trung ương, có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, Thượng tướng Nguyễn Văn Rình. Về phía lãnh đạo thành phố, có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trường Chinh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Đà Nẵng và các cấp hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành nhiều văn bản về chính sách hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân da cam, các chương trình hoạt động lớn như tổ chức kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam, chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, mùa xuân cho em và nhiều chương trình khác, đã kêu gọi vận động cộng đồng xã hội, các tổ chức nước ngoài đẩy mạnh công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam tại trung tâm và cộng đồng. Hoạt động của hội cũng ngày càng phong phú, đa dạng, hiệu quả, thiết thực, đặc biệt trong công tác phối hợp hành động với các hội đoàn thể và cơ quan thông tin, truyền thông, đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố, từ đó tạo ra nhiều khả năng vận động các nguồn quỹ cho hội. Từ nguồn hỗ trợ này, hội đã tổ chức bằng nhiều hình thức như hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà tình thương, tặng trợ dưỡng thường xuyên, tặng xe lăn, xe đạp, hỗ trợ vốn sinh kế thăm hỏi, tiền và tặng quà, vận động gần 4.000 suất quà với số tiền gần 48 tỷ đồng nhằm giúp đỡ cho hơn 5.000 lượt nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.